Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.075 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 275 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay đã hoàn thành công tác khám tuyển, số thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ là 2.626 trên tổng số 6.637 thanh niên điều khám. Tính đến nay, vẫn còn 3 địa phương chưa đủ chỉ tiêu giao quân là thành phố Hưng Yên thiếu 21 chỉ tiêu, các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ thiếu 6 chỉ tiêu. Thời điểm này, các địa phương đang tiến hành công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn thiện hồ sơ tiến hành thâm nhập và chuẩn bị cho các thanh niên đủ sức khỏe, xét nghiệm HIV, ma túy. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành xét duyệt hồ sơ nhập ngũ xong trước ngày 13 tháng 1, hoàn thành phát lệnh gọi trước ngày 22 tháng 1 năm 2023, cấp quân trang xong trước ngày 1 tháng 2 năm 2023, thời gian giao nhận quân dự kiến ngày 6 tháng 2 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2023, vì thế các địa phương cần tập trung cao chỉ đạo. Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt và công bằng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tiếp tục thực hiện khẩu hiệu tuyên chiến với tiêu cực trong công tác tuyển quân, không có trường hợp ngoại lệ. Đối với năm 2023, để thực hiện hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, thì tôi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tất các nội dung về khám tuyển nghĩa vụ quân sự và buổi lễ ra quân. Thì ta vẫn thống nhất là năm 2023 này với phương pháp giao nhận quân thì như năm 2022. Đối với lực lượng công an tỉnh thì cũng chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp các ngành, tòa án, viện kiểm sát, quân sự để nghiêm các cái trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt hiện nay là có những thanh niên xuất cảnh rồi làm hộ chiếu để đi nước ngoài mà địa phương cấp xã không biết. Nội dung này đề nghị công an tỉnh cũng phải làm rõ về đảm bảo trật tự trong sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, buổi lễ giao quân nhận quân và chú trọng các điểm nút giao thông mà đơn vị vận chuyển quân đi qua. Và nếu ý có trường hợp nào loại trả về tiêu chuẩn chính trị thì công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh và trước Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Đối với Sở Tư pháp thì chỉ đạo phổ biến tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, hướng dẫn giải quyết xử lý các vụ vi phạm và thực hiện nghiêm Nghị định số 120 năm 2023 về luật nghĩa vụ quân sự để xử lý vi phạm. Đối với Sở Y tế là tăng cường cái lực lượng y bác sĩ có trình độ năng lực chuyên môn để ta thực hiện tốt cái công tác khám chữa bệnh để phục vụ tốt cho công tác tuyển quân và cũng chuẩn bị lực lượng y tế để khám bổ sung nó các huyện thành phố còn thiếu đấy thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm toàn diện về các chỉ tiêu được giao cho các địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động các thanh niên chưa khám tuyển đi khám bổ sung, đảm bảo các thanh niên nhập ngũ đều đã tiêm ít nhất 2 mũi phòng COVID-19. Cùng với đó, các địa phương, các ngành có kế hoạch tổ chức đón nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.